Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4, sách chân trời sáng tạo, bài 22, tiết 2. Rồi các em có thể theo dõi toàn bộ video của chương trình môn toán lớp 4, sách chân trời sáng tạo bằng cách là các em gõ từ khóa toán 4 chân trời thành đô vlog. Trong video hôm nay các em sang bài tập số 5. Bà ngoại của An cắt vải vụn thành những mảnh hình vuông rồi may nối chúng lại thành một cái chăn hai lớp. Khi đó, cái chăn gồm các ô vải hình vuông, cạnh dài 1 decimet. Bà ngoại dự định làm 3 cái chăn hình vuông, cạnh dài 1 mét. Em hãy tính giúp bà số mảnh vải hình vuông cần dùng. Coi mép nối của các đường may không đáng kể. Rồi trước hết là các em hình dung. Ở đây bà ngoại của An muốn may 3 cái chăn hình vuông cạnh dài 1 mét. 3 cái chăn hình vuông cạnh dài 1 mét. Mà một cái chăn gồm 2 lớp. Một cái chăn gồm 2 lớp. Vậy ta suy ra một lớp chăn nó có dạng hình vuông cạnh dài là 1 mét. Lớp chăn hình vuông cạnh 1 mét được may từ các ô vải hình vuông cạnh là 1 decimet. Ta biết hình vuông cạnh 1 mét có diện tích là 1 mét vuông và ta đổi bằng 100 decimet vuông. Hình vuông cạnh 1 decimet có diện tích là 1 decimet vuông. Cái diện tích của hình vuông lớn này là 100 decimet vuông, mà cái diện tích của hình vuông bé này là 1 decimet vuông. Tức là diện tích của hình vuông lớn gấp 100 lần diện tích của hình vuông bé. Như vậy, để xếp thành một hình vuông lớn này thì cần 100 hình vuông bé. Được chưa? Cần 100 hình vuông bé. Điều đó có nghĩa là để may một lớp chăn thì cần 100 ô vải. Vậy để may hai lớp chăn, tức là may một cái chăn thì cần 200 ô vải. Một cái chăn cần 200 ô vải, vậy ba cái chăn thì cần 200 nhân 3 bằng 600 ô vải. Rồi khi các em đã hiểu rồi thì chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Các em hình dung một lớp chăn có dạng hình vuông cạnh dài 1 mét. Diện tích của một lớp chăn hình vuông là 1 nhân 1 bằng 1 mét vuông. Diện tích vải cần dùng để may một cái chăn là, một cái chăn nó có 2 lớp, vậy ta lấy 1 nhân 2 bằng 2 mét vuông. Diện tích vải cần dùng để may 3 cái chăn là, một cái chăn cần 2 mét vuông, vậy 3 cái chăn cần 2 nhân 3 bằng 6 mét vuông. Ta đổi 6 mét vuông bằng bao nhiêu decimet vuông? À, 1 mét vuông bằng 100 decimet vuông. Vậy 6 mét vuông bằng 600 decimet vuông. Mà diện tích của một mảnh vải hình vuông là 1 nhân 1 bằng 1 decimet vuông. Rồi đến đây thì các em hình dung diện tích vải cần dùng là 600 decimet vuông, mà diện tích của một mảnh vải chỉ có 1 decimet vuông thôi. Như vậy cần phải dùng 600 chia 1 bằng 600. 600 mảnh vải hình vuông thì mới ghép lại để may được 3 cái chăn hình vuông cạnh dài là 1 mét. Được chưa? Ta lấy 600 chia 1. Số mảnh vải hình vuông cần dùng là 600 chia 1 bằng 600 mảnh vải. Đáp số là 600 mảnh vải. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 6. Người quản lý của một cửa hàng ăn đã thống kê lượng thực phẩm bao gồm thịt hải sản dư thừa do khách để lại vào một số ngày trong một tuần. Quan sát biểu đồ sau
biểu đồ khối lượng thực phẩm dư thừa ở 4 ngày cuối tuần. Đó là 4 ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Trong đó ngày thứ 5, khối lượng thực phẩm dư thừa là 26 kg. Ngày thứ 6, khối lượng thực phẩm dư thừa là 30 kg. Ngày thứ 7, dư thừa là 50 kg. Ngày chủ nhật, dư thừa là 70 kg. Ta thấy các số này tăng dần theo các ngày, đúng không? 26, 30, 50, 70. Như vậy là tăng dần. A. Từ thứ 5 đến chủ nhật, lượng thực phẩm dư thừa tăng hay giảm? À, từ thứ 5 đến chủ nhật thì lượng thực phẩm dư thừa từ 26 đến 30 là tăng, 30 đến 50 là tăng, 50 đến 70 là tăng. Như vậy các em trả lời, từ thứ 5 đến chủ nhật, lượng thực phẩm dư thừa tăng. B. Viết giấy số liệu về khối lượng thực phẩm dư thừa ở từng ngày theo thứ tự từ ít đến nhiều. À, từ ít đến nhiều tức là chúng ta viết theo thứ tự tăng dần. Vậy giấy số liệu về khối lượng thực phẩm dư thừa ở từng ngày theo thứ tự từ ít đến nhiều là 26 kg, 30 kg, 50 kg, 70 kg. C. Trong 4 ngày cuối tuần, trung bình mỗi ngày khách đã lãng phí bao nhiêu kg thực phẩm? À, tức là các em tìm số trung bình cộng của 4 số này. Muốn tìm số trung bình cộng của 4 số, ta lấy tổng của 4 số chia cho 4. Có 4 số thì các em chia cho 4. Như vậy, trong 4 ngày cuối tuần, trung bình mỗi ngày khách đã lãng phí số kg thực phẩm là, các em tìm số trung bình cộng của 4 số này bằng cách lấy tổng 4 số chia cho 4. 26 cộng 30 bằng 56, 56 cộng với 50 bằng 106, 106 cộng với 70 bằng 176. Các em lấy 176 chia cho 4, ta được kết quả bằng 44, tức là 44 gram. Rồi các em đáp số là 44 gram. Trong 4 ngày cuối tuần thì trung bình mỗi ngày khách đã lãng phí 44 gram thực phẩm. Tiếp theo là các em sang bài tập số 7, các em điền số thích hợp và chỗ chấm. Một gia đình có 5 người, trung bình mỗi người sử dụng 120 lít nước trên một ngày. Gia đình đó đã áp dụng một số biện pháp tiết kiệm nên trung bình mỗi người sử dụng 105 lít nước trên một ngày. Như vậy, trong 7 ngày, gia đình đó đã tiết kiệm được bao nhiêu lít nước? À, muốn biết trong 7 ngày, gia đình đó đã tiết kiệm được bao nhiêu lít nước? Thì trước hết là các em phải tính trong một ngày gia đình đó tiết kiệm được bao nhiêu lít nước. Rồi, mỗi ngày một người tiết kiệm được số lít nước là, trước đây mỗi người sử dụng 120 lít trên một ngày, còn bây giờ mỗi người chỉ sử dụng 105 lít nước trên một ngày thôi. Như vậy là đã tiết kiệm được 120 trừ 105 bằng 15 lít. Mỗi ngày một người tiết kiệm được 15 lít. Vậy mỗi ngày 5 người tiết kiệm được 15 x 5 bằng 75 lít. Mỗi ngày gia đình tiết kiệm được 75 lít. Vậy trong 7 ngày gia đình đó tiết kiệm được số lít nước là 75 x 7 bằng 525 lít. Rồi, các em điền số thích hợp vào đây là 525. Tiếp theo là các em sang phần hoạt động thực tế. Em trao đổi với người thân những chi tiêu nào hàng ngày ở gia đình em có thể tiết kiệm được. Rồi phần này thì các em trải nghiệm cùng với người thân. Ở đây thầy giáo có một gợi ý như sau. Những chi tiêu hàng ngày ở gia đình em có thể tiết kiệm được, phải kể đến là tiết kiệm điện, như là tắt điện khi không sử dụng này, rồi tiết kiệm nước này, như là tái sử dụng nước này, kiểm tra thường xuyên đường ống nước để tránh bị rò rỉ này, rồi hay là chỉ mua những đồ dùng cần thiết và không mua sắm lãng phí, được chưa?
Rồi như vậy là bài học hôm nay là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.